liệu rằng nghĩa về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn quý vị, liệu rằng bây giờ có thể là đặt quán quân cơ chương trình này đúng không ta? Dạ, cũng không, cũng hên xui lắm quý vị, với khả năng của một hoa hậu là nói chuyện rất là hoạt ngôn, gương mặt xinh đẹp và cái cân nặng ngang ngửa với con heo thì cũng hên xui. Dạ, cho nên quý vị hãy nhớ đón xem chương trình vào ngày chủ nhật quý vị nha, và chương trình sẽ được lên sóng trực tiếp luôn trên kênh YouTube của Đầu Tư Sài Gòn Tân Thời, cũng giống như là Facebook Đầu Tư Sài Gòn Tân Thời, và đầu tư rất là hoành tráng, cho nên quý vị nhớ đến ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời tối chủ nhật quý vị nha. Và tối ngày mai thì chương trình có gì? Dạ, tối ngày mai là ngày vía thần tài, cho nên là chương trình là sơ sơ tặng cũng khoảng chừng 7 chỉ cho tới một cây vàng, vàng tùy theo lượng khách, và tụi em sẽ tặng vàng cho quý vị về thăm đất, cho nên quý vị ngày mai nhớ đến ha quý vị nha. Rồi ngay bây giờ vòng lời tiếp theo, ai mà có biết chơi tài hứng mắt thì coi chuẩn bị do xấu gì ơi vô hôm cường và lộ lộ, chúc cho quý vị gặp nhiều may mắn. Số gì đây à? Lumi còn một vé cuối tay chị mình ơi, một vé cuối tay tính người đẹp Lumi nha, ai mua vé cho tay giùm em nha quý vị. Quay gì đây, gì đang ấy, gì đang ấy, gì đang ấy, gì đang ấy, chúng ta nhớ tiếp tục lần này, cứ nhớ tay lần nhớ tay lần tay kia xuống. Gì đang ấy, 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 gì đang đang cứ dù rằng anh không thương, vì anh đo lường thì dẫn mà căn kè, chỉ thương em ơi tay bạn với mẹ, bạn ngắn em không đi chuyến ngược đường, giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Em sai được anh không chịu nổi, em yêu anh xin em đừng có giận vội mà chứng tin em, hãy tự trách mình. Còn số chín, còn số 9, con số 10 và con số 9. Và số 9 và số 10 là hai con số mà thôi nha. Và số tiếp, số gì ra 4 gì đây? 4 gì ra 4 gì ra 4 gì đây? 4 gì ra 4 gì đây? 4 gì ra 4 gì ra? Nghe em nói qua bao lời. Còn 60, còn 60, còn 60, còn 60, còn 60.
hai gì đây, hai gì ra hai gì đây. Mỗi sáng thức giấc mong thấy chi tim mình ta, tìm mong thanh thanh cứ như chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em về xa sao hình bóng đáng cái chi tim mình ta. Ra 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 hai mươi ba, hai mươi ba, hai mươi ba. Kính thưa quý vị, con số 23 vừa qua đã có một chị gái đạt giải. Sướng quá phải không không? Ôm cái muỗng dừa lên đi. Đừng đào cái bát của tao. Thương quá à. Nhưng mà tao đâu có kia nè. Mày giống giống giáp nữa chứ. Thương quá à. Thương ra đi. Mày làm tao càng không giống con giáp rồi đó. Nhưng mà tao nói mày nghe nè. Chị em chúng ta đi đâu đi đâu không. Chị em chúng ta có chút cao dưới lộn. Chị em xin con cái nhưng mà quên tổng tiền. Chị em quên xà tông nhưng mà quên là chẳng là đồ. Chị em chúng ta quyết một mày. Năm 17 yêu nàng sao không nói nên lời. 41 ơi, 41 còn 41, 41, 41 cái đó 41 cái đó 41 xuống thì đang ngang dốc thì đi xuống thì đây, xuống thì đã tung tung đã rơi từ hàng em ơi, tung tung đã rơi từ hàng em ơi, giờ mình cô ấy không tới đây, nay nước buồn mưa nước mình có cả chuyện tình mình. Để xác nhận lại chừng em là em gái này thật sự trúng thưởng nha. Hay quá. Rồi chứ mình phục vụ anh chị và là vòng loại bình thường thôi quý vị ha, với một tuần lá vé là 20.000 đồng. Rồi bây giờ thứ nhất là em kiểm tra mã vòng loại nha. Thứ hai nữa là có giải số trúng thưởng cho chị nha. Bản vòng loại trong kia. Đi coi mã vòng loại 1493. Số 16. 16 có 1. 24. Có 2. 24. Có 3. 52. Hợp lệ. Quý vị cho em hỏi cái vòng đời hạ thử 1493 không quý vị? Dạ đúng không ạ? À? Yes, dạ, yeah, 1493 hợp lại nha. Rồi, ok, em ơi khác từ từ, tặng em một vé vòng đời tiếp theo nha. Tối ngày mai, đêm vía thần tài quý vị nha, có nghĩa là mùng 10 đó. Và theo giống như là rất là nhiều người gia truyền miệng với nhau từ đời trước sang tới đời này. Và rất là nhiều người nói thì ngày mai mà mình đi sắp vàng thì rất là hên. Con ơi, dạ con nhà ai giữ giùm em là trên này bên đây anh động lắm. Trời ơi, nó đá một cái là dân tới tháng này. Dạ giữ giùm em. Chị ơi, chị ơi, chị nó đòi lên hát hả? Chết em rồi. Nói chị nghe, chị thấy bên đây nó đúng không? Nó búng như cào cào vậy đó, là lỡ nó búng giống con chị nó bay tới dưới tội nghiệp đó, hiểu không? Dạ, cái này em không có bảo hiểm được nha. Rồi, rồi, cho nên rất mong quý vị ngày mai quý vị sẽ đến với đoàn nha. Thì ngày mai á là biết thần tài là ai mua vàng rất là hên. Nhưng mà nếu mà quý vị trúng vàng thì còn hên hơn nữa. Cho nên ngày mai á là bổn đoàn sẽ lên đèn phục vụ. Riêng với những cái vòng loại khởi động thì chúng ta sẽ trúng liền xì. Nhưng mà do với vòng loại đặc biệt đó quý vị, thì 30.000 đồng quý vị cũng sẽ trúng 5 phân. Nhưng mà nãy chúng có một bé chúng con gấu đúng rồi, và còn một chị nữa trên kia chúng con gấu bự nữa. Thì còn nếu mà quý vị mà với bé 50.000 quý vị có thể sẽ có cơ hội trúng cái một chỉ vàng là quý vị vào ngày mai nha quý vị nha. Ngày mai tụi em sẽ lên đèn phục vụ cho bà con cô bác mình, và tổng cộng giá trị giải thưởng mà lời đã chuẩn bị là hình như là tới 8-9 chỉ gì đó. Chị ơi, nhân viên kêu á nè, nói là ngày mùng 10 nhân viên đi làm cũng lực lãnh một chỉ nữa.
nhân viên nói là ngày mai 1:10 thì nhân viên đi làm là không có lấy tiền để luôn. Okay, cảm ơn nhân viên nhiều nha. Rồi mình làm quanh năm mình ăn lương rồi nhân đôi nhân ba ngày Tết nữa, không lẽ 1:10 mình lấy tiền nó kỳ đúng không? Ngày mai mình làm miễn phí không? Rồi ok, cái bây giờ chụp lại tiếp theo ngay cho cô bé. Giờ thì em cái đang là còn cô bé rồi, không biết mình sẽ có chuẩn bị giờ xuống giờ vô. Mày làm nữa không? Mày làm lô tô hay mày đi làm gái? Trời ơi là trời, tao tức thiệt sự. Tui vậy? Trời ơi! Mày là chị Nhung, xào xáo là chị Nhung. Trời ơi! Vậy? Xài đi, thay đồ coi liền, gỡ gõ tất cả. Tại sao mày dám ngồi ôm cờ rớt của chị Nhung? Gỡ tất cả, thay đồ coi đi về liền. Tao mê mấy ngày nay mà tao ăn chưa được à? Chị, mày biết chị tuổi già sức yếu mà bị bình tim thôi mà lại bị ôm cờ rớt hả chị? Nói rớt kìa. Chị một lời khuyên thật lòng quá. Chị đợi là phải lâu lắm chị mới ăn được. Có nhiều chị ơi, trời ơi, nó có giao lưu đúng không kìa lộ. Chị, bây giờ tại biết sao không? Chị làm không có lại mấy đứa trẻ trẻ cho trai này đâu. Tại vì lớn tuổi rồi. Bây giờ chị phải... Em có nghe ông bà nói câu sao không? Câu chị gì? Càng già càng trai. Em thấy chị với chị bé lắm em. Mà nó không thích ăn gừng chị ơi. Không, em nói lộn rồi, nó nói tắt đèn nhìn em y như Diễm Hương vậy. Thấy không? Giờ chừng chị như Diễm Chi. Chị như Diễm Choi vậy đó. Không, Diễm Chô là... Bởi vì nó tấm bốn từ sự Diễm đó. Rồi mà em nói chuyện nghe thôi, bây giờ mình bỏ chuyện đó đi. Cái gì? Bán vé hả? Ai chưa thấy tiền cho anh Giang? 200, ai dạ, ai dạ? Dạ đứng một vàng cái anh chọn đi. Dạ ai dạ. Dạ hồi nãy ai bán vé cho anh? Không phải chị Lài. Ai à? Anh chọn đúng em tặng cô đó luôn. Áo trắng. Con này phải không anh? Phải không? Chết cha, lần đầu tiên gặp bóng nhiều quá, không nhớ con nào là con nào luôn. Con nào cũng có nét một. Tao muốn đá vô cái lồng ngực của trời đó. Ơi là trời. Tại sao mày mệt ba nữ cha đó. Trời ơi. Trời tỉnh đó, nó mới là người yêu xào xáo đó. Đồ da xáo thịt là con này nè. Sao em gái? Rồi biết rồi rồi. Rồi số đầu tiên 15 quý vị ơi chứ. Hả sao em từ từ. Thấu tiền ai danh Lumi. Dạ đợi xíu Lumi đang thua tiền chạy qua cho anh ơi. Tức bữa nay mùng 9 tăng 2 chương bữa hổm tạc của nội như Quỳnh kêu lộn con số 9 mùng kêu hết trơn lộn. Nó mở hàng cái mùng 1 luôn, bữa nay tao mới cúng hai chương lại bà nội Lumi quên thua tiền. Ơi chị ơi, hôm nay không biết sao lỡ có mưa cái nó vui nguyên cái mưa. Nếu mà bữa nay mưa đó là tao dẹp luôn, tao không có làm nữa đó, hiểu không? Sao vậy? Là mày đói luôn đó. Mình không sao, mình làm trong hội trường. Mình trong hội trường có cái hội trường hôm nay nè quý vị. Đúng rồi, nhưng mà che nắng che mưa. Che nắng che mưa dạ, nhưng mà người ta không cho. Rồi, cái đó gì? Cái bây giờ số đầu tiên 15